JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Show ạ. Hôm nay bên em có nhận được đơn của anh Bảo. Anh số điện thoại là 0335640503. Ok, ở phố 2, phường Bảo Hưng, Thanh Hóa. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube, anh có đặt thêm cho mình một cái đẩy công suất liền vang WeGood KM1200 mã. Vâng, bên em tặng anh 2 dây AV và 1 dây AV 3.5 để nhận tí đầu vào. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty JK Audio Show cảm ơn anh Bảo nhé. Vâng, lần trước anh có lấy bên JK Audio Show một đôi loa Kenwood, loa đứng, dòng loa cây. Vâng, thì anh cảm thấy chất lượng rất là ổn định và đảm bảo, thì anh có như là đăng ký thêm cho mình một cái sản phẩm để công suất liền vang WeGood KM1200 mã để về đánh kẹp với cái đôi loa Kenwood mà đã lấy bên JK đấy ạ. Vâng, thì đây là cái đẩy công suất liền vang WeGood KM1200 mã bên em đang test cho anh Bảo nhé. Vâng, thì đây là sản phẩm bên em đã lấy sẵn ra đây để bên em test trước khi gửi đấy ạ. Vâng, thì đây là hộp của anh đấy ạ, vẫn còn nguyên đấy ạ. Vâng, model là KM1200 mã, vâng, thương hiệu WeGood đấy ạ. Vâng, hàng cũng rất là chuẩn, rất là cẩn thận đấy ạ. Vâng, trong này có sốc mút rất dày đấy ạ. Vâng, có những phụ kiện đi kèm, điều khiển và anten để bắt đài FM. Vâng, đây anh Bảo nhé, bên em đang kết nối Bluetooth đấy ạ. Vâng, kết nối trực tiếp rất là tiện. Đây, em đang kết nối trực tiếp luôn đấy ạ. Vâng, Bluetooth là connect rồi này, connect với cái điện thoại Samsung của em. Và em đang chạy trực tiếp thì cái thời đại công nghệ dây giáp kết nối nó rất là lòng ngoằng, thì nó có thêm chức năng kết nối Bluetooth thì rất là tiện. Vâng, anh không thích kết nối Bluetooth thì anh vẫn có thể kết nối bằng cái kiểu truyền thống, đằng sau có những các cổng đấy ạ, các cổng tín hiệu đầu vào đấy ạ, thì anh vẫn kết nối được. Thì bên em có tặng anh cái dây này nhá, đây tín hiệu đầu vào. Vâng, bên em đang đánh cặp với đôi loa 880. Vâng, và một cái súp WeGood 102 đấy ạ, cực kỳ đẹp luôn ạ. Vâng, thì đây là quay trở lại cái đẩy công suất liền vang WeGood KM1000 của anh Bảo đấy ạ. Vâng, thì anh nhớ cho em nhá, cái này cái dòng đẩy công suất liền vang WeGood này nó có tự động nhận tín hiệu anh nhá, anh cắm vào cổng nào cũng được, khi mà có tín hiệu nhạc các cái phím này này VCD DVD AUX bây giờ mà tự nó nhảy anh không phải ấn. Và ở bên cạnh bốn cái cổng vào này có một cái chế độ nao nét này, nao nét là chế độ lưng tiếng anh nhá, lưng tiếng khi mà anh muốn nghe nó mạnh hơn thì anh ấn vào này, em ấn này đấy thì cái giải âm nó lên rất là cao. Đây là chế độ lưng tiếng đấy, em tắt đi này đấy, và đây này cái giọng cái chất nhạc nó sáng hơn và sạch hơn ạ, và uy lực hơn. Tắt đi này, để anh thích nghe cái nào thì anh không thích nghe nào đấy anh tắt đi, anh thích nghe nào đấy anh bật lên. Đấy là chế độ lưng tiếng đấy ạ. Vâng, thì kết nối Bluetooth cũng dễ đấy ạ. Thì anh vào cái màn hình LCD này, nó có cả đọc thẻ nhớ này, cả đọc USB này, rất là tiện ích. Vâng, anh ấn chữ mode này, ấn chữ mode này thì bắt đầu nó hiện lên Bluetooth, bắt đầu anh bật Bluetooth trên điện thoại anh dò bắt đầu cái lệnh của nó là BT for AMB. Vâng, thì anh kết nối đấy ạ, nó anh chạy bình thường đấy ạ. Vâng, thì phần này phần chỉnh echo của mic đây rồi, thì bên em cũng chỉnh cho anh sẵn, anh về chỉ kết nối đấy ạ. Vâng, về dáng dấp màu đen thì khá là đẹp, anh có bảo là tháo cho anh hai cái tai hai bên, thì bên tí nữa bên em sẽ tháo ra. Vâng, nhìn rất là khỏe khoắn, màu đen đen tuyền luôn ạ. Đây volume to nhỏ của nhạc đấy ạ, đây to bé này, to này đấy. Và đây là volume của mic này, đây là chỉnh cái giải music này, đây là chỉnh nhạc này, bass trung chét này, bass chét này và máy lăng cân bằng loa này. Đây ạ, đây cả chế độ chỉnh của mic này, ba cổng mic này, phía sau có hai cổng mic nữa, là năm cổng mic. Vâng, nhìn khá là đẹp. Vâng, anh Bảo nhé, bên em đã chỉnh toàn bộ mic sẵn cho anh rồi, anh về chỉ việc kết nối mic là anh sử dụng thôi ạ. Đây, em đang kết nối cái mic Zubot SM3000 nhé. Vâng, thép nguyên khối cực kỳ chắc chắn nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, 1, 2. Vâng, anh Bảo nhé, cái mic rất là nhẹ, rất là bay tiếng anh nhé. Anh chỉ việc kết nối mic là xong thôi, bên em đã setup sẵn cho anh, rất là tiện.
Vâng, anh bảo nhá, sau khi bên em đã bỏ ra quay video và test rất là cẩn thận trước khi gửi cho anh thì đẩy công suất liền vang VWK 1025 mã này của anh hoạt động rất tốt. Vâng, thì tôi cùng em chúc anh Bảo và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, chuẩn bị gia đình mình có một cái Tết là ấm cúng, an khang thịnh vượng và vạn sự nhì á. Vâng, chúc anh Bảo đón cái năm mới là rất là đặc biệt. Vâng, và chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào anh Bảo và hẹn gặp lại vào các clip sau. Anh Bảo nhân, sau khi bên em đã kiểm tra test cẩn thận đây, anh đúng là một người lười nhất thế giới đấy ạ. Vâng, bên em đã kết nối tranh sẵn ở đằng sau đây ạ. Anh về anh chỉ việc kết nối đen vào đen, đỏ vào đỏ của loa là xong anh nhá. Một đô la can gút đi ạ. Vâng, cái này dây đen này là âm này. Vâng, dây màu đỏ này là dương này. Anh cứ một đen một đỏ vào loa là chạy anh nhá. Vâng, bên em đã đồ sẵn cho anh đây rồi. Anh về chỉ việc trải nghiệm thôi ạ. Vâng, anh Bảo nha, sau khi đã sản phẩm của anh đặt và đã trải qua một cái khâu kiểm định rất là chuẩn. Và đây là thùng hàng của anh đấy ạ. Vâng, bọc cả màng co này, chống sốc bên trong rất là cẩn thận. Vâng, xin chào, sớm mong anh nhận được hàng, sớm anh trải nghiệm để với kèm tích hợp với cái đơn loa Kenwood anh đã lấy bên em nhé.